Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, từ đầu năm đến nay các cơ quan thanh tra của tỉnh Hưng Yên thực hiện 106 cuộc thanh tra và đã ban hành kết luận 67 cuộc. Qua thanh tra, đã kiến nghị xử lý kinh tế với số tiền trên 14 tỷ đồng, trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 7,8 tỷ đồng, giảm lỗ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và các kiến nghị khác là gần 7 tỷ đồng, kiến nghị xử lý trên 121.000 m2 đất do người dân vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông thủy lợi, xử lý hành chính nhiều tập thể cá nhân, đồng thời kiến nghị cần chỉnh trang hoạt động của các tổ chức cá nhân trên các lĩnh vực, trong đó đã chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số cá nhân tại Ủy ban Nhân dân xã Tống Trân, huyện Phú Cử, khi thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong việc giao đất, thầu đất công ích, thu tiền hoa lợi công sản lên công an tỉnh xem xét giải quyết. Chỉ đạo đưa vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong công tác của lý đất đai xảy ra tại xã Dương Quang, thị xã Minh Hào vào diện ban đội chính tỉnh ủy theo dõi, đồn đốc giải quyết.